trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Đan mắc hội chứng vai gáy. Đau cổ vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng gây đau kèm theo các hạn chế vận động khi quay cổ hoặc quay đầu. Bệnh thường xuất hiện vào buổi sáng và có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cơ xương khớp và mạch máu vùng vai gáy. Bệnh đau cổ vai gáy khá phổ biến, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như thoái hóa, thoát vị đĩa đệm các đốt sống cổ, thiểu năng vành, u đỉnh phổi. Bệnh thường xuất hiện lúc sáng sớm, lúc vừa ngủ dậy, hoặc sau khi lao động nặng, hoặc bị nhiễm lạnh. Bệnh sẽ tăng khi đứng đi, ngồi lâu, hoặc ho, hắt hơi, vận động cột sống cổ. Khi thời tiết thay đổi, bệnh sẽ thuyên giảm khi nghỉ ngơi. Triệu chứng bệnh đau cổ vai gáy. Bệnh đau cổ vai gáy thường có các triệu chứng mang tính cơ học, đó là hiện tượng đau tăng lên khi đứng, đi lại, ngồi lâu, vận động cột sống cổ. Các triệu chứng đau sẽ tăng lên khi thay đổi thời tiết. Các triệu chứng đau sẽ lan xuống cả bả vai, làm cho cánh tay, cẳng tay và ngón tay bị tê mỏi, rất khó chịu, thậm chí chỉ cần sờ vào cũng có cảm giác như tê cứng bì. Đây là biểu hiện tăng cảm giác. Khi bị đau quá mức, chỉ cần đi lại nhẹ nhàng cũng đủ gây ảnh hưởng, gây đau vùng cổ, vai, gáy. Các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh đau cổ vai gáy như những người làm công việc văn phòng, lái xe, lao động nặng thường mắc phải bệnh này. Những đối tượng bị tác động từ bên ngoài, các tác động bệnh lý bên trong cơ thể như những người bị thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, lao, ung thư vùng cổ cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra đau mỏi vai gáy triền miên cho người bệnh. Những người bị dị tật bẩm sinh vùng cổ, gáy do thay đổi thời tiết. Để phòng ngừa bệnh đau cổ vai gáy, có thể kể đến một số biện pháp sau: có chế độ tập luyện thể dục, thể thao phù hợp, lựa chọn các bài tập vừa sức, phù hợp với sức khỏe của bản thân. Cần có chế độ làm việc hợp lý, nên vận động và nghỉ giải lao khi ngồi lâu, có tư thế đúng khi ngồi đọc sách, học bài, đánh máy, cổ luôn thẳng, không cúi gập cổ quá lâu. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cần ăn đủ chất, bổ sung một số khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, kali, các vitamin nhóm B, C, E. Quý vị thân mến, có rất nhiều phương pháp có thể điều trị các căn bệnh trên, trong đó phương pháp cấy trị cắt hút được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, ít gây ra biến chứng đối với người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trị rất hiệu quả này. Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.